Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe mới về. Ví dụ Jupiter đều tràn nhiều này, hoặc là Future này, Vision này. Đó, đủ tất cả các dòng ha. Anh em nào mình có nhu cầu mình mua cái dòng nào thì chịu khó mình tham khảo kỹ clip nha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì con Dương, số tự giới thiệu ông Bình Dương ạ. Dạ, chào các chú, chào các bác, chào các con, chào các thím và chào các vị khách đang xem Chợ Bình Dương 24 giờ của anh Việt nha. Đó. Và chào mọi người đang xem. Rồi, rất mong anh em và bà con cô bác, các chú, các bác ủng hộ tiệm xe máy Trùng Dương 79 nha. Em là Dương của hàng xe máy Trùng Dương ở Bình Dương, sát bên chợ Lê Thiêu, ngã tư cộng 4 nha anh em. Sát bên cầu Phú Long, mấy cái địa điểm gần cái cửa hàng mình anh em. Mình cũng tên Dương luôn, mà cửa hàng mình tên Trần Trùng Dương 79 nha anh em nha. Đó, đây là bên đây là phân khúc của tiệm bên cửa hàng mình là bán mấy cái dòng hạ bơi đồ, mấy dòng khu chợ đồ. Hạ bơi 24, 25 đồ, Vision đời 23, 23, 29 đồ nha anh em nha. 22 đồ các dòng. Dòng nghẹt 135 đồ. Đó, clip mẫu cũ rồi, clip nhỏ nhỏ 207, 208 nha anh em nha. Mấy cái dòng mà quay Jupiter đồ, mai chiều mình cũng về cho anh em nha. Tại bữa giờ nói chung xe đây mua rồi thâu lại của khách với lại lái thì phải chọn những xe đẹp, xe tốt. Thì dù anh em có đáng đón hay giỏi thì ủng hộ em nha. Xe nay mai sẽ về mấy cái dòng đi làm với dòng phân khúc khách cho anh em rất nhiều. Nói chung là nha. Đặc biệt ở đây một cái điểm nhấn ở đây là có nghĩa là xe đây là rút hồ sơ sang tên được bình thường, xe chính chủ á mọi người. Dạ. Anh em mình đi những cửa hàng khác thì chưa chắc đâu nha. Xe ví dụ như phải có chứng minh chủ nè mới rút hồ sơ sang tên được á. Nhiều người chỗ nó báo anh em mua xong rồi đâu rút được đâu, nên anh em cẩn thận nha. Rồi thì chắc là mình sẽ giới thiệu luôn về một vài dòng mới về cho anh em á. Vision luôn đi anh. Vision là 2013 nha anh em nha. 2013 mà đụng cái bản số Sài Gòn nha anh em. 59i2 nha anh em nha. 59i2 nghe công chứng mày bao ủy quyền cho anh em luôn nha. Xe này mới công chứng lần đầu, ủy quyền cho mình lần đầu nha anh em ha. Mình bán con này giá 13 triệu bao công chứng và ủy quyền cho anh em nha. Đó, 13 triệu. Xe đi rất là kỹ, chưa bao giờ có sơn dặm nha anh em nha. Mình ở đâu sơn dặm nói à, anh em thấy sao để như vậy. Đúng cái mẫu zin, phiên bản zin của nó luôn nha anh em nha. Đó, máy im ru hết. Tiếp tục. Còn Vision biển số 61 á. Vision biển số 61 C1 98647 nha anh em nha. 2019 nha anh em. Xe là chùm nguyên con keo xe zin. Mình bán con này giá là 21.800.000 bao công chứng và ủy quyền nha anh em ha. Rồi Vision mẫu mới này nè. Con này bọc keo nguyên xe luôn. Bọc xe nguyên xe luôn cho anh em luôn nha. Xe lan can xà bang cho anh em luôn. Đầy đủ hai khóa hai tiếng cho anh em luôn nha. Hai khóa hai tiếng cho anh em luôn. Đó, hết mình. Mình con này là như nó trả là 8.000 mấy 9.000 nha anh em ha. Đúng rồi, đô đàng hoàng, phải công chứng bảy quyền cho anh em luôn. Con này mình bán giá là 24.300.000 nha anh em. Rồi, tiếp tục con S 135. 135, 135 anh em. Mình bán 18.800.000 bao công chứng bảy quyền cho anh em nha. S biển số Sài Gòn 59N1 nha anh em. Còn tiếp theo đây con đây là 93B1 cho anh em nha. 93B1 xe chính chủ hết cho anh em nha. Toàn bộ là ra phòng chứng hết đầy đủ nha. Đi từ 2 tới thứ 6 là công chứng hết cho anh em nha. 188 nha anh em nha. 188 bao công chứng bảy quyền cho anh em. Con này Sonic đó. Sonic đỏ đen. Đỏ đen hồ sơ cầm tay có sẵn cho anh em. Mình bán con này giá là 31.800 bao hồ sơ cho anh em nha. Rồi, tiếp tục Sonic màu đỏ trắng nè. Sonic màu đỏ trắng bên đây cũng vậy, 31.800.000 bao rút hồ sơ cho anh em luôn. Còn đây là con đen Ultimo. Ultimo bản số 62S2 nha anh em. Mình bán 9.800, xe chính chủ đàng hoàng anh em cứ yên tâm nha. Gia nút anh em. Gia nút này là gia nút 2020 nha anh em ha. Mình bán con này giá 18 triệu nha anh em ha. Rồi, còn tiếp này con 2022 mình bán giá là 19 triệu nha anh em ha. 19 triệu. Xe có vài ngàn cây không anh em nha. Còn các dòng Radio thì mai chiều cũng về với mấy phân khúc thấp cho anh em nha. Radio 125, Radio 125 anh em. Xe chạy 7.000 cây đúng đắt vỏ, chạy 7.000 luôn nha anh em nha. Đúng 7.000 luôn nha anh em nha. Đó, đúng 7.000 luôn. Con mình bán 31.800.000 xe chính chủ biển số 68 nha anh em nha. Còn tiếp theo là 150 bản số 67. Con này bán 36.800.000 nha anh em nha. Bản số 67 anh em. Rồi, con bên này. Còn tiếp theo là con quay mà có lên mới đồ chơi của khá lên kiểu khái nha anh em ha. Mình bán 15.2 nha anh em ha. 15.2. Rồi. Còn tiếp theo mấy cái dòng này, dòng Jupiter. Trước bánh mâm
trước sau bánh, sau bánh mâm trước bánh chỉ cho anh em luôn nha, chú phái đi về chính chủ đàng hoàng nha, còn nguyên con keo xe luôn nha anh em nha, xe này nhiều về lột keo ra còn mới cảo luôn anh em nha, keo còn dính vô cái lớp giày áo luôn anh em, chú đi rất kỹ, chú mua con Jupiter của mình nha anh em ha, con Jupiter đời 2023 của hai mình, biển số 81 L4 bán 8 triệu rưỡi nha anh em ha. 8 triệu rưỡi. Dạ. Rồi mình thôi có mấy anh em hỏi con Jupiter màu cam nè. Jupiter màu cam mấy anh em, Jupiter màu cam này con này khách dọn máy xin, đầu nồi xin hết nha anh em ha. Khách dọn là xé mấy vàng mũ nhám, mấy vàng mũ nhám, bao tay, đồ cùm, đồ các thứ là yên đồ là khách dọn toàn là đồ mới không nha anh em nha, đồ xé bọc nha anh em ha. Còn bộ là đồ xé bọc dọn hơn 10 triệu nha anh em ha. Con này bán giá 13 triệu cho anh em ha. 13 triệu. Tiếp tục con này. Con đây là 2022, ẹt 2022, 150 mấy anh em, 150 ẹt 2022, con này bán 31 triệu 800 ngàn bao gúm hồ sơ cho anh em 38. ha, 31 triệu 800 ngàn. Rồi. Tiếp tục con bên này. Con đây là biển số 67 anh em, 67 mình bán con này với giá là 29 triệu 800 ngàn nha anh em nha, 29 triệu 800. Rồi. Còn clip anh em. Bên này clip nè. Biển số 83, 7 triệu 8 anh em, xe dành để anh em đi làm nha, xe liền lạc. Biển số đâu anh? Biển số 83X1 anh. 83. Con này biển số 59 anh em. Con này biển số 59 nè. 59X7 nè anh em ha. Con 59X7 con này bán giá là 10 triệu 8 nha anh em. Ba con trứng bao ủy quyền cho anh em luôn nha. Có hơi xe. Con này trứng. Có con Luvias màu xanh nè mọi người. Luvias màu xanh. Xe bán 8 cũ nha anh em. 8 cũ. 8 cũ rồi. Nha anh em nha. Xuống phía dưới thì có Winner V1 á. Winner V1 anh em. Winner V1 này bản này con này biển số 70E1 nha anh em ha. 70E1 xe đầu nồi zin hết nha anh em, máy zin nha. Chỉ là vô mới mâm đồ chứ dọn dọn vàng nhẹ hoài, có gì mới titan nha anh em, 17 triệu 800 ngàn con xe 18. Nha anh em ha. Rồi Winner X này bữa nay còn quá nhiều luôn. Winner 5 con ha. Dạ. 6 con luôn. Dạ. Toàn bộ hai con này anh em, có hai con này nha, nó chạy hơi ít nha. Xe lan can bản này bản là camo đường đua. Camo nha anh em, 2009. Camo xanh nha anh em ha. Camo xanh xe liền lạc không dứt chạy nha anh em nha. Xe này khu vậy xe cọp nha anh em. 66H1 nha anh em nha. 66H1 nha. Còn bán 22 cũ nha anh em nha. 2009 nha. Có đi có 2009 coi cho nha. Dạ. Rồi cái con bên này là màu xanh đen nè, bản xanh thường nè. 2882 cây số nha. Bao đô anh em chưa gớt ốc đầu, chưa gớt lục giác nha anh em nha. Hai con này dám khẳng định nha anh em nha. Gin toàn tập luôn nha anh em nha. Gin toàn tập nha anh em luôn nha. Đó. 21 cũ nha anh em ha. Bản số 66L2 nha anh em ha. Rồi. Con này cũng Winner X nè. Winner X có cái phá mắt cây combo luôn nha. Màu xanh ở màu đỏ bạc. Đỏ bạc. Con này có vô cái phá mắt cây, nó giá nó hơi độ chút là anh em, 20.8 nha anh em ha. 20.8. Dạ đúng rồi. Con này. Con này đây combo có cái vàng mũ nhám đen nó hơi xuống chút nha anh em nha. Để ngoài nắng rồi mưa chủ đi làm công ty mấy anh em. Bản số 95B1 mình bán con này giá là 19 triệu 800 nha anh em ha. 98. Con này 19 triệu 800 màu luôn. Xanh nè. Xanh đen. Xanh đen. 19 triệu 800 ngàn luôn nha anh em ha. Con này có rạch son nè. Rạch son 19 triệu 800 ngàn luôn anh em. 19 triệu 800 luôn. Tiếp theo con đây đâu 19 triệu 800 luôn anh em ha. 98 luôn. Còn ở đây là V3. Xe chạy 5.000 cây số. Mình bán con này giá là 26 triệu bao gút hồ sơ cho các anh em nha. 26 triệu bao gút hồ sơ cho anh em. Phía dưới này thì có mệt kinh nè mọi người. Có con mắt kinh màu xanh, cái anh mình Định Thuận anh coi video anh vô ủng hộ nha anh em ha. Anh vô ủng hộ rất cảm ơn anh. Con này màu vàng. Màu mắc kinh bản số 67, con này em bán giá là 24 triệu bao gút hồ sơ cho anh em. 24 triệu bao gút hồ sơ. À, tiếp tục đây này, có mấy anh em bảo gì ta? Ẹt thì bán giá này kia. Dạ. Nhưng mà tùy thôi mình nói rồi. Dạ. Những cái con mà 3 mấy triệu thì có giá của 3 mấy triệu. Dạ. Ví dụ như con này nó cũng rỉ này. Dạ đúng rồi. Nó cũng chỉ có 10 giờ mấy. 16 triệu 800 ngàn. 16 triệu 800 thôi. Thì dạ. Tiền nào của đó anh em, con này đời thấp hơn thì nó phải rỉ hơn đời LED. Dạ. 3 con rồi. Dạ. Rồi. Tiếp tục con màu đen. Màu đen này biển số 84, xe chính chủ đàng hoàng cho anh em nha. Xe gốc chạy 10.000 cây, bao nên là không dứt chạy con này nha anh em nha. Hàng chuẩn nha anh em nha, một hàng này hàng chuẩn. 100% là chưa dứt chạy, chưa tai nạn gì hết. Máy xin 100% 10.000 cây, có chống trộm đầy đủ. Mình bán 238 nha anh em ha. 238. Dạ đúng rồi. Rồi mệt kinh màu đỏ đen nè. Màu đỏ đen, mắc kinh, xe chùm keo nguyên con xe. Mấy cái vàng này là carbon hết nha anh em nha. Carbon là quạt nhúng nha anh em nha, nhúng toàn tập luôn nha anh em ha. Có vô cái led nó là có vô led xịn luôn nha anh em ha. Led hai tầng nha anh em ha. Led đúng mã số đàng hoàng, đồ xịn, đồ tốt nha anh em nha, chứ không phải mà đồ điểu. Đó, mình bán con này 22X nha anh em nha, mắc kinh này Indonesia. Tiếp tục, mở kinh bên này. Con mắc kinh bên đây, xe là chạy 5.000 cây. Con này rất là ok. 100% là 5.000 cây, bao anh em dắt thầy thợ, bao anh em tách hãng nha. Xe này hồi xưa anh em mua 6 mấy triệu. Con xe này nha anh em ha.
giờ em bán con này thì anh em liên hệ nha, tại nhiều lúc mấy con này đăng lên cái anh em sẽ nói. Con này, con đây là mẫu 2018, xe là cũng 5.000 mấy cây luôn nha anh em, bao đô là ốc đầu chưa giờ dặn nha anh em, mấy cái móc bên đây là kẹp chưa dặn luôn, bao anh em nha, khẳng định 100% cho anh em, 5.000 mấy cây số nha, từ con đĩa nó còn bóng hết nha, vỏ đồ ok hết anh em, chưa tăng sơn cho anh em luôn nha, 100% cho anh em nha, hàng cái gì 26 triệu, cũng bên 27.800 nha anh em, bao gút một sơ cho anh em nha. Đây là của đó nha anh em, con đây bản số là 78 V1, bản số 78 nha, 17.800.000 con xe này, V1 cho anh em nha, 17.800.000 con cho dành con V1 cho anh em. Con màu vàng đen nè, con vàng đen 2018 anh em, bản số 73, xe chính chủ đàng hoàng cho anh em nha, màu vàng đen, vàng áo màu vàng luôn đó, đúng giấy cho màu vàng đen cho anh em luôn nha. Mình bán con này 20.800.000 nha anh em ha, 20.800 2018 nha anh em nha. Rồi, xe riêng có mấy anh trai mà hỏi con Vision nè. Dạ, Vision 155 nha, con này cũng xe khách đổi không? Dạ, chồng này thì chạy rất là sướng luôn. Con này là mình ký về cửa hàng công chứng rồi đàng hoàng cho anh em nha, bản số 71V4 nha, 82479 nha anh em nha, 82479, 29.800.000 bao gúng hồ sơ cho anh em nha. Tiếp tục con Basic, Basic bản số 67C1 nha anh em, quên xe 20289, con này bán 21.800.000 nha anh em 18. Nha, máy xin hết không té ngã không đâm đụng anh em nha. Rồi 15V3 màu rồi, đen nè, rồi 15V3 đen bạc á, đen vàng. Con này là 100% là riêng hết toàn tập cho anh em, không bao giờ đâm đụng, không bao giờ té ngã. Con này đi là 831 cây số nha anh em ha, 831 cây số thôi nha anh em ha. Đó, mình bán con này với giá là 43.800.000 bao gói một cơ cho anh em ha. Rồi, xe lan can sầu an. Tiếp tục con bên này, tiếp tục con ở đây, con ở đây là cái bản này là 2018 mấy anh em, xe chạy 8.000 cây số, mình bán 31.800.000 nha anh em nha. 38 dạ, G15 nha anh em ha, xe chạy là 8.000 cây số nha anh em ha. Rồi, màu đen nữa nè, biển số 66 nè, bản số 66, con này là 66, con này chạy 8.000 cây số, mình bán 36.800.000, bao nghe là toàn bộ là xe riêng hết, không đâm đụng, không tai nạn nha anh em nha. Đó, mình 100% là khẳng định hàng một đỡ một, bảo hành anh em 2 năm cái dòng xe này nha anh em nha, cái dòng mô tô này bảo hành anh em 2 năm hết. Rồi, CBR, CBR mẫu cũ anh em, mà bản này ABS nha anh em nha, xe là chạy mới có 5-6.000 cây thôi. Đó, đúng ô đô đàng hoàng, chưa bao giờ có tai nạn, chưa bao giờ có đâm đụng. Mình bán con này 36.800.000 bao gói sơ anh em ha. Còn tiếp theo con đây, con đây mình CBR, mẫu này là mẫu 2023 anh em ha, đăng ký 2023, bản số Phú Yên, mình bán 45 cũ bao gói sơ anh em ha. Dạ, tiếp tục bên này, bên đây là vàng xám, vàng xám mẫu này mới chạy mới có 3.000 mấy cây số thôi nè, vàng xám bản số 767, hồ sơ đang bỏ rút, hồ sơ đang bỏ rút luôn cho anh em ha. Mình bán con này giá 48.800 như này ha. Còn tiếp đây cũng con CBR luôn nha, quên con G15, con này nó chạy 916 cây nha anh em ha, mình bán 43.800.000 bao gói hồ sơ anh em ha, 43.800.000 bao gói hồ sơ cho các anh em. Xe là lăn can xà bang, anh em có kết bạn Zalo, bên cái số Zalo anh Việt có để cho màn hình, mình sẽ gửi những cái mẫu cho anh em coi. Còn tiếp theo con bên đây, bản số 67R1, đi 8.059 cây, mình bán con này giá là 36.800.000 nha anh em ha, 36.800, toàn bộ những xe đó bên đây bảo hành anh em 2 năm hết, okay. Đẹp long lanh hết anh em ha. Lên phía trên thì có dòng xe Tay Ga nè. Dạ, mình có trao đổi xe cũ, xe nào giấy tờ hợp lợi thì mình trao đổi, anh em cứ đến cửa hàng với mình hết nha. Còn anh em nào có thích dòng xe nào cứ chị đặt cọc 1 triệu là mình ship xe tới các tỉnh miền Nam cho anh em luôn nha, toàn các tỉnh miền Nam cho anh em các dòng luôn. Cứ thích con xe nào mà trước cái chuyển mình sẽ chụp hình quay phim hết cho anh em luôn, chụp giấy tờ đồ, viết giấy cam kết đồ đàng hoàng cho anh em nha. AB, toàn bộ đẹp cho anh em. AB này, AB này bản số 67H1 nha anh em ha, này là 2014 nha anh em ha, phá lớn nha anh em nha, phá tìm xe phá tít nha anh em ha, 2014. Con này mình bán với giá 17.800.000 nha anh em ha. 17.800.000. Con bên này ha, 4 quên 2025 nha anh em ha. Đăng ký 2024 nhưng lỗi anh em. Đúng 2024 đàng hoàng nha anh em ha. Chạy 1077 cây số nha các anh em ha. 1077 cây số. Hàng này hàng 3X nha anh em ha. Rồi, tiếp tục AB bản Black Edition. Bản là Black Edition bản màu đen nhám nha anh em. Con bán 36 triệu, tôi quên 33.800.000 bao gói một sơ cho anh em ha. Màu đỏ. Màu đỏ hôm nay 150 2020, xe này chạy đúng ô đô, nó chạy 12.000 nha anh em, xe sao để vậy anh em nha. Mình bán con này 36.800.000 nha anh em nha, 36.800 bao gói hồ sơ anh em. Tiếp tục con bên này, con đây AB hàng cọp nha anh em, hàng lướt, hàng từng con lóc, từng con ốc, từ chi tiết rất là đẹp, 2.900 cây số nha anh em.
đầy đủ, kiến phá đầy đủ nha anh em ha. 100% là xe rin hết cho còn tập cho anh em ha. 100% là rin hết nha anh em ha. Bán con này giá là hàng liên hệ cho anh em ha. Rồi. Con mình đọc lên tiếp tục bên này. Con đây anh em, bản số 67R1 anh em. 28 triệu nha anh em ha. 28 triệu. Dạ. Tiếp tục màu đen bên này nữa. Màu đen bên đây anh em. Màu đen ha, màu đen. 28 triệu, tổng số 84 nha anh em ha. Rồi, màu còn đỏ. Tiếp theo màu đỏ bên đây. Mình bán con này 2019, mình bán con này giá là 23.800.000 nha anh em nha. Đó. Màu cam đen nè. Màu cam đen anh em, biển số 67B1 nha anh em. 43228. Mình bán 178 nha. Hả? 178. Đời này 2013 nha các anh em nha. Lên xe đang gang sờ bang, đặc biệt là xe máy xin không có sơn dặm nha anh em nha. Nước sơn riêng hết nha anh em nha. Toàn bộ bên đây xe sao mình để y vậy nha. Không có giờ có sơn dặm nha anh em. Nếu mà này thì có phụ chờ này. Phụ chờ anh em, phụ chờ này 2017 nha anh em nha. Mình bán con này giá là mình bán con này giá là 17.800.000 nha anh em nha. 17.8. Rồi màu đỏ đen. Màu đỏ đen. Mình con màu đỏ đen này xe chùm keo nguyên con xe, xe chú đi rất kỹ có vô cái cặp phục này nha anh em ha. Này nha anh em nha. Chùm keo nguyên xe, mình bán 17.300.000 nha anh em ha. Còn các dòng phụ chờ ở đây anh em có tham khảo xe mới, xe mình là toàn bộ là 223, 224 nha anh em ha. Xe chạy ít, không bao giờ có đâm đụng tái nhã máy zin hết anh em nha. Không bao giờ có bù phép anh em cứ yên tâm. Đó, toàn bộ xe đời cao. Từ 28 triệu cho tới 31, 32 triệu bao tới 31. Dạ đúng rồi. Có con đen nhám chạy mới có 800 cây nha anh em ha. Đó. Rồi ok. Con rồi. Chút trong 28 triệu bao cuốn hồ sơ cho anh em luôn. Lên trên này thì có cái lô Jupiter này anh em. Jupiter anh em, bản số 66 nha anh em ha. Jupiter. Thì anh em cứ ủng hộ con xe mới, cái con nào hợp lý đức giá ở qua ủng hộ em nha. Con này biển số 66 2022, xe chạy ít cây số không nha anh em ha, xe chạy 11.000 cây số nha anh em ha. Con bán giá là 22.800.000 nha anh em ha, bao cuốn hồ sơ cho anh rồi, em ha. Màu bạc đen, màu vàng đen. Con này chạy, con này nó chạy 1.000 cây số nha anh em nha. Bản số 60B7 nha anh em, 60B7 nha. Mình cũng quay miếng dế mà 1.800 cây nha anh em nha. Xe đầy đủ đồ, không bao giờ có tái ngã, không bao giờ đâm đụng nha anh em ha. 100% là xe rin. Còn kết bên này, con này biển số 67E1 thành phố Châu Đốc nha anh em ha. Mình bán 21.800.000 nha anh em ha. Thôi, ở đây. Tiếp theo là biển số này là biển số 64F1 nha anh em ha. Đó, 21F1 228 nha anh em nha. Ừ. Bên này. Con ở đây là biển số 67E1 luôn. Dạ, xe An Giang này biết sao, đi rất là trong sáng, đường rất là sạch sẽ. Đường là đường xi măng không à. Xe đường tại đường nhựa không, bỏ xe nó rất là mới, rất là đẹp. Anh em cứ yên tâm mấy dòng xe mình, xe chủ người An Giang rất là kỹ tánh nha anh em ha. Đó, xe chạy 11.000, cứ vào toàn bộ 2X cho anh em ha. Rồi, màu đen. 2023 hồ sơ cầm tay có sẵn cho anh em nha. 2023 hồ sơ cầm tay có sẵn cho anh em luôn. Xe chạy 7.000 cây số nha anh em nha. Mình bán 24.800.000 nha anh em nha. 24.800. Còn bên đây. Còn tiếp theo là con này biển số 67AE nha anh em ha. Con này biển số 67AE. Con này rất là rẻ cho anh em. Con này bán 19.8 nha anh em ha. 19.8 con này thôi. Rồi, tiếp tục Jupiter nữa nè. Jupiter hồ sơ đang bỏ gút luôn anh em nha. Con này bán 20.800.000 bao gút hồ sơ cho anh em ha. Sigurd, tiếp Sigurd còn cái con. Bữa nào mà có về các dòng cho anh em Sigurd cho anh em theo dõi giúp em nha. Con này 2021 biển số 65H1 nha anh em nha. 2021 xe màu xám đen. Con này bán giá 14.5 nha anh em ha. 14.500.000 nha anh em nha. Mình bên đây toàn bộ là xe có xe chính chủ, xe có căn cước chủ, xe có thể ra tên được nha anh em nha. Anh em cứ yên tâm, 100% là danh dự cho anh em nha. Từ trong ra ngoài con nào cũng vậy nha anh em nha. Công chứng ủy quyền ha, muốn rút hồ sơ cũng được hết nha anh em. Toàn tập nha anh em. Rất mong anh em và bà con cô bác ủng hộ em. Có trao đổi xe cũ nữa, anh em cần dòng nào cũng có cho anh em nha. Đó, rồi, mình tương tự chi tiết cho anh em coi. Thì đó là giá xe. Dạ. Anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip và mọi người xem thì nhớ like cho xí. Xin chào, hẹn gặp lại. Chào anh em, chào bà con cô bác, chào chú nha.